công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính. Mệnh lệnh từ trái tim. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh chỉ đạo các nhà trường không thực hiện việc lạm thu, không dồn thu các khoản đóng góp vào đầu năm học. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2024, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc tham gia đoàn đại biểu cấp cao do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ. Theo chương trình làm việc, chiều ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, tức sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã tham dự tọa đàm tăng cường hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An tham dự sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 1 năm đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ tại Sở Tài chính. Dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định số 1366 ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông tin tưởng với kinh nghiệm công tác lâu năm trong ngành tài chính, đồng chí Đỗ Thị Hồng Nhung tiếp tục phát huy trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết cùng lãnh đạo và cán bộ công chức Sở Tài chính, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tham mưu đắc lực hiệu quả cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quản lý nhà nước lĩnh vực tài chính. Cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Hồng Nhung hứa quyết tâm nỗ lực cao nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành tài chính nói riêng và sự phát triển chung của tỉnh. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì cuộc họp. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương và Ban Vận động Cứu trợ các địa phương. Tính đến 17 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2024, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận 1.656 tỷ đồng. 37 địa phương không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3 đã tiếp nhận 941,492 tỷ đồng. Đối với 26 địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, tính đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, Ban Vận động Cứu trợ cấp tỉnh của 26 địa phương đã tiếp nhận 1.654,327 tỷ đồng. Từ nguồn lực tiếp nhận ủng hộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh đã và đang khẩn trương triển khai thủ tục phân bổ số tiền ủng hộ đến Ban Vận động Cứu trợ các tỉnh, thành phố bị thiệt hại để kịp thời triển khai công tác cứu trợ. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tiếp nhận ủng hộ, phân bổ nguồn lực tiếp nhận thực hiện theo Nghị định số 93 năm 2021 của Chính phủ về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Cụ thể, trong quá trình phân bổ tuân thủ nguyên tắc, phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch trực tiếp đến người thụ hưởng, không hỗ trợ trùng, không hưởng hai lần hỗ trợ trên cùng một nội dung.
thời gian tổ chức đợt phát động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra đến hết ngày 9 tháng 12 năm 2024. Số tiền hỗ trợ được phân bổ chậm nhất không quá ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này đã có 143 đơn vị tổ chức cá nhân ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão số 3 với tổng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị tổ chức cá nhân đã chung tay đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khắc phục hậu quả sau bão. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cam kết sẽ sử dụng kinh phí ủng hộ đúng quy định, có hiệu quả, phân bổ kịp thời, góp phần giúp nhân dân bị ảnh hưởng có thêm nguồn lực tái thiết cuộc sống. Mọi sự ủng hộ xin gửi về đơn vị tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ số 40 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại 02113-860-231, 0923-456-456. Tài khoản Quỹ Cứu Trợ Thiên Tai số 425992288 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Vĩnh Phúc. Thời gian tiếp nhận từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, giữa những ngày bão số 3 hoành hành vừa qua, bên cạnh lực lượng trực tiếp ngày đêm tuần tra canh gác, bảo vệ đê điều, hỗ trợ đồng bào di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, thì còn có những tấm lòng nhân ái, đau đớn với công tác cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Trung tá Trần Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh là một người có tấm lòng như thế. Ngay khi cơn bão số 3 tràn vào nước ta, Trung tá Trần Thị Ngọc Thủy đã không cầm được nước mắt trước những hình ảnh thiệt hại do cơn bão gây ra. Chị đã phát động toàn thể hội viên trong điều kiện khả năng của mình đẩy mạnh các hoạt động xã hội tình nguyện hỗ trợ nhân dân các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Đồng thời, chị kết nối với các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, khuyên góp ủng hộ đồng bào. Ngày 11 tháng 9, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên là các nhu yếu phẩm với tổng chi giá hơn 200 triệu đồng đã được Trung tá Trần Thị Ngọc Thủy cùng các hội viên và các nhà hảo tâm trực tiếp đến hỗ trợ cho người dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các chị em hội viên phụ nữ công an tỉnh cũng xuất phát từ trái tim của mình cũng đã huy động và vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ bà con trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh. Đồng chí Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ có liên hệ với tôi là những nơi lũ lụt nặng nề quá thì chị kết hợp với phụ nữ công an tỉnh đi trao đến tận tay của những người thật sự khó khăn. Chiều ngày 11 tháng 9, ngay sau lễ phát động trực tuyến ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra của Bộ Công an, Đại tá Thân Vân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, phát động cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh tích cực ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra và tri ân hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh, bị thương khi thi hành nhiệm vụ. Đồng chí Thủy đã chỉ đạo các hội phụ nữ cơ sở hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh với tinh thần khẩn trương nhất, chủ động nắm tình hình về thiệt hại của nhân dân trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân. Đồng thời, chị trực tiếp kết nối với Hội Quý bà Thanh lịch Việt Nam ASEAN toàn cầu vận động quyên góp thăm tặng quà cho người dân tại các xã Sơn Đông, Đồng Ích, huyện Lập Thạch và phường Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, đoàn đã trao cho 534 hộ gia đình các nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá khoảng 160 triệu đồng. Trong những chuyến đi thiện nguyện đấy, thực sự là được trực tiếp nhìn thấy sự tàn phá hoang bão của bão lũ. Tôi cảm thấy có thể góp một phần nào sức nhỏ bé của mình tới với đồng bào hay nhân dân của nơi đó. Hiện nay, Trung tá Trần Thị Ngọc Thủy vẫn đang tiếp tục hành trình kêu gọi những tấm lòng nhân ái cùng nhau chung tay ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ với nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão số 3 gây ra. Những món quà gửi gắm tình cảm lớn lao, sự quan tâm sâu sắc kịp thời của Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các nhà hảo tâm góp phần quan trọng trong hành trình thực hiện sứ mệnh vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân quên mình của lực lượng Công an Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế thế giới khiến chuỗi cung ứng có lúc gián đoạn, đơn hàng suy giảm, nhưng ngành sản xuất linh kiện điện tử vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khả quan, cho thấy tiềm năng phục hồi và phát triển rất lớn.
Với số lượng các dự án và vốn đầu tư lớn cùng những tín hiệu khả quan trong tăng trưởng những tháng trở lại đây, 8 tháng năm 2024, ngành sản xuất linh kiện điện tử tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng ngành công nghiệp của tỉnh với doanh thu đạt trên 150.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học chiếm hơn 85% giá trị xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt 51.486 tỷ đồng, tăng 8,82% so với cùng kỳ. Đây là một trong những tín hiệu quan trọng làm tiền đề để kỳ vọng cho sức mua sẽ bật tăng mạnh trong mùa mua sắm cuối năm, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng của ngành kinh tế. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa kết thúc năm 2024 để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng vào cao điểm cuối năm. Hiện nay, các công ty đơn vị bán lẻ trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ rất sớm để có được giá tốt và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đối với thị trường của Vĩnh Phúc là một thị trường rất là tiềm năng, đặc biệt là vẫn còn rất là nhiều khu vực đang chưa được khai thác đối với các cái chuỗi của hệ thống, và đặc biệt là ở các vùng nông thôn ở Vĩnh Phúc. Và hệ thống siêu thị Tatamart thì đang tập trung rất là mạnh vào các khu vực nông thôn để mang đến cho người dân ở Vĩnh Phúc những cái trải nghiệm mua sắm của hệ thống siêu thị. Bên cạnh đó, vào dịp cuối năm, các đơn vị đã lập nhiều kế hoạch chiến dịch khuyến mại theo từng chủ đề, từng tháng, kéo dài thời gian khuyến mãi, giảm giá sâu nhiều mặt hàng. Đồng thời, đảm bảo bình ổn giá là yếu tố quan trọng không để tăng giá và thiếu hụt nguồn cung khi nhu cầu tăng lên. Nhìn chung cái tình hình kinh tế thì có phục hồi, tuy nhiên cái sức mua vẫn đang còn kém, cho nên là đối với bản thân nhà bán lẻ thì chúng tôi cũng đang có rất là nhiều cái chương trình để nhằm kích cầu, chia sẻ khó khăn đối với người tiêu dùng. Đặc biệt chương trình là tri ân khách hàng cũng diễn ra vào cuối tháng 10, và tiếp theo đó là chúng tôi đầu tháng 12 là chúng tôi tập trung cho chương trình khuyến mại giảm giá Tết, cho nên là cũng các cái chương trình khuyến mại cũng liên tục để nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng. Việc tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng của chính phủ hết năm nay và tăng lương cơ sở thêm 30% trong tháng 7 vừa qua là điểm tựa để các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tăng sức mua của người tiêu dùng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng ngành dịch vụ bán lẻ của tỉnh năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, vào đầu năm học mới, các khoản phí học tập luôn là nỗi lo của không ít bậc phụ huynh học sinh. Để góp phần giảm gánh nặng, mối lo cho phụ huynh, bước vào năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã có văn bản yêu cầu các nhà trường không thực hiện việc lạm thu, không dồn thu các khoản đóng góp vào đầu năm học. Những năm gần đây, tình trạng lạm thu cơ bản được quản lý. Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục đã yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về các khoản thu chi. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường không thu dồn các khoản thu cùng một lúc gây khó khăn cho phụ huynh học sinh, nghiêm cấm việc tự ý đặt ra các khoản thu ngoài quy định, không có sự tự nguyện của phụ huynh học sinh và chưa được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt. Tuyệt đối không được dùng khoản thu của nội dung này để điều chuyển cho nội dung khoản thu khác hoặc chi cho mục đích khác. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra về quản lý thu chi tài chính các khoản thu đầu năm học. Bên cạnh đó, theo tinh thần chỉ đạo của ngành giáo dục, các nhà trường được phép tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh và các tổ chức tự nguyện ủng hộ, đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc, không cào bằng, công khai minh bạch thu chi với phụ huynh học sinh và các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ. Bên ủng hộ không được yêu cầu bất kỳ điều kiện nào trong việc sử dụng tiền đóng góp, sử dụng khai thác cơ sở vật chất được hình thành qua vận động ủng hộ, không được lợi dụng danh nghĩa hội cha mẹ học sinh thu tiền xã hội hóa giáo dục. Nhiều năm qua, công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh luôn đạt trên 97%. Thực tiễn đã chứng minh việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển bền vững. Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không chỉ được chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn góp phần phòng ngừa rủi ro, chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình các em khi chẳng may mắc phải những căn bệnh cần chi phí điều trị cao. Khi đang học lớp 10 tại trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2, huyện Yên Lạc, em Nguyễn Thị Ngọc Ánh không may gặp tai nạn và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tổng chi phí lên tới hơn 100 triệu đồng. Số tiền trên là không nhỏ đối với gia đình, song em Nguyễn Thị Ngọc Ánh tham gia bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị của em đã được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80%, tương đương hơn 87 triệu đồng. Phần hỗ trợ này đã giúp gia đình em với bớt khó khăn, yên tâm điều trị bệnh. Qua cái sự việc của gia đình tôi thì tôi thấy cái tấm thẻ bảo hiểm
nó cũng giúp ích cho gia đình và giúp ích cho cộng đồng rất là nhiều. Theo tôi thì cái mua cái tấm thẻ bảo hiểm y tế này là rất thiết thực cho gia đình và toàn xã hội. Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế đã chi trả cho rất nhiều bệnh nhân là học sinh, sinh viên mắc các bệnh nan y, bệnh mãn tính phải điều trị dài ngày, nhiều đợt với chi phí từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Chỉ tính riêng trong năm học 2023-2024, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả cho trên 85.000 lượt học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh đi khám chữa bệnh với tổng chi phí thanh toán trên 47 tỷ đồng. Khi tham gia bảo hiểm y tế thì học sinh, sinh viên được hưởng rất là nhiều cái quyền lợi. Em được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học, các em cũng được tiếp cận, thụ hưởng những cái dịch vụ y tế. Các em cũng được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả khi mà chẳng may ốm đau bệnh tật. Và cái nội dung này, điều này thì cũng rất là nhân văn, đó là nó chia sẻ rủi ro và chia sẻ cái gánh nặng tài chính cho gia đình các em. Và đặc biệt là đối với những học sinh, sinh viên mà chẳng may mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo hoặc là những cái căn bệnh phải điều trị dài ngày, thì cái chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nó có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế luôn đạt trên 97% với trên 275.000 em tham gia. Điều đó đồng nghĩa với việc trên 275.000 học sinh, sinh viên được đảm bảo và thụ hưởng các quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định nếu không may ốm đau, bệnh tật, được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học, được tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đặt mục tiêu phấn đấu là 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Và vừa mới đây thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ký kết cái văn bản liên ngành hướng dẫn triển khai cái công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Ngoài ra thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng xác định một cái giải pháp hết sức quan trọng, đó là chúng tôi sẽ thường xuyên đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, và trong đó thì chúng tôi cũng sẽ tập trung tuyên truyền mạnh vào những cái cơ sở giáo dục mà đang có cái tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia thấp. Để phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, còn cần sự đồng thuận, chung tay của toàn xã hội. Trong đó, quan trọng hơn cả là ý thức tự giác, sự chủ động tham gia của mỗi học sinh, sinh viên và phụ huynh trong việc cùng chung sức lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế. Đây được xem là nền tảng để chăm sóc sức khỏe toàn diện thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Thưa quý vị, trong đêm qua và rạng sáng nay 23 tháng 9 đã xảy ra vụ sạt lở đất làm sập đổ một phần căn nhà cấp 4 và công trình phụ của hộ gia đình bà Bùi Thị Các ở thôn Giáp Trung, xã Đức Bác, huyện Sông Lô. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, đất đá từ tả luy cao sau nhà bà Các lở sạt đè vào tường phía sau nhà, khiến toàn bộ bức tường nhà bị đổ sập. Hộ gia đình bà Bùi Thị Các có 4 nhân khẩu sống trong căn nhà cấp 4 có diện tích 100m². Trước đó, gia đình bà Các nằm trong diện có nguy cơ sạt lở đất và được chính quyền địa phương cảnh báo và vận động di rời đến nơi an toàn. Do đó, khi xảy ra sự cố sạt lở đất không gây thiệt hại về người. Chính quyền xã Đức Bác thông tin thêm, khu vực thôn Giáp Trung vẫn còn một số hộ lân cận có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đất. Chính quyền địa phương đã cảnh báo để người dân chủ động có phương án đảm bảo an toàn. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các em học sinh, sáng nay, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Giang tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm học 2024-2025 cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Tại buổi ngoại khóa, các em học sinh được cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Vĩnh Tường thông tin về tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua, những nguyên nhân và hậu quả do tai nạn giao thông để lại, đồng thời phổ biến tới các em học sinh những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, kỹ năng ứng xử khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, thầy và trò nhà trường cũng được thông tin về những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên, hình thức cũng như mức xử phạt đối với những vi phạm thường gặp của học sinh khi tham gia giao thông đường bộ. Các buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật này thì để các em nắm rõ hơn về nguyên tắc tham gia giao thông để giảm thiểu cái việc tai nạn giao thông đối với các em lứa tuổi học sinh. Những cái buổi ngoại khóa này rất là quan trọng đối với bọn em, nó sẽ giúp bọn em hiểu rõ về luật pháp về an toàn giao thông. Từ đó khi bọn em tham gia giao thông thì sẽ giúp bọn em được an toàn hơn ạ.
việc tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền luật an toàn giao thông trực tiếp cho các thầy, cô giáo và các em học sinh không chỉ nhằm trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, mà còn hướng tới hình thành thói quen, ý thức chấp hành tốt luật giao thông đường bộ cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, góp phần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, hạn chế tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.